chào mọi người, mình tên là Xuân Hiếu. Còn mình là Thái Vũ. Bước vào đêm thi chung kết này mình có một chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà dù sao bọn mình vẫn cảm thấy rất là tự tin khi mà bước vào được chung kết này. Những sự tự tin đó là nhờ sự ủng hộ, lời khen của tất cả mọi người. Trong cuộc thi lần này thì không ít những bút binh giỏi, nhưng mà chúng mình nghĩ ưu điểm của chúng mình là sự kết hợp giữa hai người có kịch bản tốt, rồi chúng mình tập trung vào nhiều chi tiết âm nhạc. Tuy nhiên thì đến được vòng chung kết lần này thì mình nghĩ một phần nào đó là do sự may mắn, được sự ủng hộ của mọi người. Đối với mình là hai nghệ sĩ đường phố thì việc đứng trên sân khấu thật sự đó là hạnh phúc. Sau khi thi chương trình này thì ước muốn của mình là được diễn trên những sân khấu lớn và thật sự hơn. Ở vòng bán kết thì chúng mình đã thể hiện một câu chuyện khá là buồn và chỉ tập trung vào những cử chỉ cơ thể. Và lần này thì bọn mình sẽ thiên về biểu cảm, về khuôn mặt và những câu chuyện thú vị. Mong rằng thì câu chuyện lần này sẽ mang tới cảm giác thư giãn và vui vẻ cho khán giả và ban giám khảo. Thank you.
Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.